Xin chào các bạn nhỏ. Ngày hôm nay, hãy cùng Ruby TV tìm hiểu về các loài động vật bằng tiếng Việt và tiếng Anh nhé. Học cùng Ruby TV. Con gì đây? Bồ nông. Pelican. Bồ nông. Pelican. Bồ nông. Pelican. Con gì đây? Cá voi sát thủ. Killer whale. Cá voi sát thủ. Killer whale. Cá voi sát thủ. Killer whale. Con gì đây? Cầy măng gút. Mongoose. Ding, ding, ding. Cầy măng gút. Mongoose. Cầy măng gút. Mongoose. Con gì đây? Gà Tây. Turkey. Gà Tây. Turkey. Ding, ding, ding. Gà Tây. Turkey. Con gì đây? Con tằm. Silkworm. Con tằm. Silkworm. Ding, ding, ding. Con tằm. Silkworm. Con gì đây? Rắn đuôi chuông. Rattlesnake. Rắn đuôi chuông. Rattlesnake. Ding, ding, ding. Rắn đuôi chuông. Rattlesnake. Huh?
con gì đây? Gà mái. Hen. Gà mái. Hen. Gà mái. Hen. Con gì đây? Lạc đà alpaca. Camel alpaca. Lạc đà alpaca. Camel alpaca. Lạc đà alpaca. Camel alpaca. Con gì đây? Hải sâm. Sea cucumber. Hải sâm. Sea cucumber. Hải sâm. Sea cucumber. Con gì đây? Hải quỳ. Sea anemone. Hải quỳ. Sea anemone. Ding, ding, ding. Hải quỳ. Sea anemone. Con gì đây? Lươn biển. Morays. Lươn biển. Morays. Lươn biển. Morays. Con gì đây? Nhím biển. Sea urchin. Nhím biển. Sea urchin. Nhím biển. Sea urchin. Ding, ding, ding.
Các bé ơi, vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các loài động vật bằng tiếng Việt và tiếng Anh rất là vui. Hẹn gặp lại các bé trong các bài học tiếp theo cùng Ruby TV nhé. Tạm biệt!